Vậy chúng ta sẽ phải sử dụng uh, cấu trúc được khai báo như biến như thế nào? Thì ở đây chúng ta phải tạo ra các cái trường tức là các biến thành viên trong cấu trúc thì mới có thể sử dụng nó được. Ở đây chúng ta có chương trình ví dụ uh, chúng ta khai báo một cái kiểu cấu trúc là kiểu point và sau đó thì chúng ta khai báo các biến kiểu point ở đây P1, P2, P3 và chúng ta khởi trị cho nó và chúng ta in ra màn hình. Mục đích của chương trình ví dụ này là ta luyện tập cách khai báo, khởi tạo và truy cập các trường trong cấu trúc. Chúng ta thấy từ dòng 1 đến dòng 4 chúng ta định nghĩa ra kiểu cấu trúc point. Nhưng chúng ta chưa hề khởi tạo giá trị hay là khai báo biến ở dòng thứ bảy chúng ta khai báo trong trong hàm bên đây chúng ta khai báo biến p 1 là kiểu cấu trúc poi nhưng chúng ta chưa khởi tạo giá trị cho nó ở dòng số 8 chúng ta khai báo biến p 2 là dạng cấu trúc poi và chúng ta khởi trị nó ở đây với giá trị 2 và 20 tương ứng cho các trường x và y ở đây chúng ta để ý là cách chúng ta khởi trị cho biến p 2 ở đây dùng cặp cặp ngoặc nhọn thì thứ tự giá trị chúng ta đưa vào là rất quan trọng. Ở trong dạng cấu trúc point chúng ta đã định nghĩa là x đi trước y. Vậy thì khi chúng ta khởi khởi trị ở dòng số 8 thì giá trị thứ nhất chúng ta đưa vào thứ nhất sẽ được dùng để khởi trị cho trường x tức là biến thành viên thứ nhất ở trong cấu trúc và giá trị thứ hai sẽ được dùng để khởi trị cho trường y do đó chúng ta thấy là thứ tự của các cái giá trị này là quan trọng với cái phương pháp mà chúng ta khởi khởi trị đơn giản bằng liệt kê này thì các cái giá trị của trường sẽ nhận giá trị tương ứng theo thứ tự mà chúng được định nghĩa ở trong cấu trúc và trong trường hợp các giá trị dùng để khởi trị có số lượng ít hơn số lượng trường thì những cái trường nào không được nhận giá trị khởi tạo sẽ được tự động gán một uh, các cái giá trị ngầm định thí dụ đối với số nguyên thì là số 0 đối với số thực thì là 0.0 và đối với dạng ký tự thì là ký tự nun bây giờ chúng ta hãy sang xem dòng thứ 9 ở dòng thứ 9 thì chúng ta sẽ sẽ thấy rằng là một cái cách khởi trị khác nhưng trước hết để hiểu được nó chúng ta hãy xem dòng 11 và dòng 12 trước, chúng ta có thể thấy là cách thông thường nhất để có thể truy cập vào trường của một cấu trúc. Ở dòng 11, chúng ta sử dụng toán tử xâm nhập trường là dấu chấm ở đây. Là toán tử xâm nhập trường để chúng ta có thể truy cập được vào trường x của cấu trúc point ở trong biến p1 và chúng ta gán nó với giá trị là 1. Ở dòng thứ 12, chúng ta tiếp tục sử dụng toán tử xâm nhập trường là dấu chấm để ta truy cập vào trường Y ở trong biến P1 có kiểu cấu trúc POI và gán giá trị cho nó bằng 10. Lúc này chúng ta để ý rằng là toán chúng ta cần phải biết cách sử dụng, cách truy cập các cái trường thành viên tức là các biến thành viên trong cấu trúc sử dụng toán từ chấm để gọi là toán tử truy cập trường Bây giờ chúng ta sẽ quay lại dòng thứ 9. Đây là cái cách chúng ta khởi tạo trường x và trường y ở trong cấu trúc POI của biến P3. Thì đây chúng ta dùng toán tử xâm nhập trường ta khởi trị chấm y bằng 30 và chấm x bằng 3. Chúng ta chỉ định các cái trường được khởi trị bằng toán tử xâm nhập trường. Thì trong trường hợp này nếu chúng ta khởi trị bằng cách thứ hai này thì rõ ràng là thứ tự của các giá trị xuất hiện ở trong cái cặp ngoặc nhọn này không còn quan trọng nữa chúng ta phải viết chấm y bằng 30 chấm x bằng 30 hay chấm x bằng 30 chấm y bằng 30 thì kết quả đều đều là như nhau sau khi các biến cấu trúc đã được khởi khởi trị thì từ dòng 14 đến dòng 16 chúng ta in ra các giá trị của các biến này các cái giá trị trường thành viên của các biến này bằng cái lệnh print f thì chúng ta thấy là kết quả nó sẽ in ra giá trị xy của P1 xy của P2 và xy của P3 và kết quả nếu chúng ta chạy chương trình kết quả sẽ giống như ở trên màn hình ở dưới đây bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái quan hệ giữa biến cấu trúc và mảng chúng ta để ý thấy rằng là việc khai báo biến cấu trúc thì cũng khá giống với khai báo biến bình thường nhưng mà chúng ta phải thêm cái từ khóa struct thì cái việc khai báo mảng cấu trúc cũng giống tương đối giống như khai báo mảng thông thường vì cấu trúc là một phần tử của mảng nên cách truy cập trường thành viên sẽ là sự kết hợp giữa truy cập phần tử trong mảng và bằng chỉ số và truy cập trường thành viên dùng toán tử truy cập trường chúng ta hãy xem chương trình ví dụ sau đây đây là một cái chương trình cho ta thấy dạng kết hợp của cách khởi tạo biến cấu trúc và khởi tạo mảng như thế nào. Từ dòng thứ nhất đến dòng thứ năm, chúng ta định nghĩa ra một kiểu cấu trúc có tên là nêm. Và trong cấu trúc name này, chúng ta khai báo ba trường thành viên là first name, middle name và last name. Đây là ba trường thành viên đều là ba mảng ký tự có độ dài tối đa là 20. Như vậy chúng ta lại thấy một điểm ở đây, là các trường thành viên tức là các biến thành viên nằm trong một cấu trúc lại có thể là một mảng tiếp theo trong hàm mên chúng ta khai báo một mảng các cấu trúc ở dòng số 8 như ta đã nói tôi đã nói trước đây thì trông cũng giống như là chúng ta khai báo một cái mảng thông thường chúng ta viết các phần tử của mảng ở đây là kiểu uh, cấu trúc nêm chúng ta viết struct name sau đó là tên của mảng, ở đây chúng ta đặt là array. Sau đó là kích thước của mảng. Mảng array này có độ dài là kích thước là 3, tức là có 3 phần tử. Và chúng ta có thể khởi trị cho mảng. Và cách khởi trị của nó ở đây là từ dòng 9 đến dòng 12 như chúng ta thấy ở đây. Nếu nhìn vào riêng dòng 9, dòng 10, dòng 11, chúng ta sẽ thấy không khác gì cái lệnh khởi tạo biến kiểu cấu trúc nên đấy chúng ta thấy là ta khởi trị cho ba trường chỉ có khác là bây giờ đối tượng chúng ta muốn tạo ra bây giờ là các phần tử của mảng cho nên chúng ta lại phải khởi trị giống như mảng đấy chúng ta thấy là chúng ta khởi trị ở đây ba trường giống như khởi trị một cấu trúc bình thường nhưng mà vì mỗi một cái trường nó lại là một mảng cho nên chúng ta lại phải khởi trị cho khởi trị cho từng cái trường này giống như chúng ta khởi trị ở trên mảng và chúng ta thấy là đối với mỗi một mảng thì để khởi trị trong mảng chúng ta sử dụng cặp ngoặc kép và ta khởi trị các thành phần tương ứng trong mảng cách nhau bởi dấu phẩy sau khi chạy hết đoạn mã đến đây thì chương trình sẽ tạo ra một mảng ba phần tử có cấu trúc như thế này chúng ta thấy là phần tử không có ba trường tương ứng phần tử 1 3 trường tương ứng và phần tử 2 có 3 trường tương ứng có một điều chúng ta không được nhầm lẫn ở đây thực ra mảng chúng ta tạo ra ở đây không vẫn là mảng một chiều chứ không phải là một mảng chúng ta nhìn vào đây thì có vẻ giống là một bảng nhưng mà thực ra nó là một mảng một chiều mà trong đó phần tử thứ nhất là gồm có 3 trường thành phần ba trường thành viên trường thứ phần tử thứ hai phần tử thứ ba cũng vậy đây thực chất là một hình vẽ chúng ta là trải theo một cái mảng một chiều từ dòng 10 câu lệnh từ dòng 14 đến dòng 16 chúng ta dùng để xuất ra theo thứ tự các cái trường thành viên trong từng phần trong phần tử thứ hai của mảng. Ở đây chúng ta dùng chỉ số 1 array 1 tức là phần tử 2. Các bạn hãy chú ý đến tham số đối tượng được in ra ở dòng thứ 14. Theo thứ tự truy cập thì đây là phần tử thứ hai của mảng sau đó chúng ta viết array một sau đó chúng ta dùng toán tử xâm nhập trường để chúng ta truy cập đến trường thứ nhất của cấu trúc đó là first name đây là một cái cách kết hợp giữa truy cập phần tử trong mảng bằng chỉ số và sau đó thì là truy cập đến trường thành viên bằng toán tử truy cập trường Tương tự như vậy, chúng ta cũng làm tương tự với câu lệnh ở dòng 15 và dòng 16. Ở dòng 14 chúng ta thấy là nếu chạy thì chúng ta sẽ có kết quả là như sau trên màn hình. Là first name Văn Thanh, middle name là Thị và last name là Nguyễn.